những lần Hòa Minzy chiều fan hỗ trợ học phí, vay tiền chiêu đãi. Mới đây, một tài khoản Facebook đã đăng bài viết để cảm ơn Hòa Minzy vì đã tặng món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa cho hai quý tử nhà mình. Khoe quà sinh nhật to bự mẹ Hòa dành cho Bon tròn 2 tuổi, món quà mang ý nghĩa đặc biệt dành cho cả Bun và Bon. Cảm ơn mẹ Hòa vì tất cả mọi điều mẹ dành cho hai con và cả gia đình Bun Bon. Yêu và biết ơn là điều muốn nói nhất lúc này với mẹ. Ngàn lần biết ơn, vạn lần kính trọng. Bên dưới bài viết là hình ảnh đoạn tin nhắn của Hòa Minzy chuyển khoản hơn 17 triệu đồng cho hai anh em đi học kèm lời chúc mừng sinh nhật. Được biết chị LE là fan lâu năm của Hòa Minzy và nhiều lần đứng ra tổ chức sự kiện cho nữ ca sĩ, vậy nên không có gì quá thắc mắc khi giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp coi gia đình fan như người nhà của mình. Trước đó trong một buổi họp báo, Hòa Minzy cũng nhiệt tình chiêu đãi fan bỏng ngô vì sợ thời gian giao lưu kéo dài. Tuy nhiên do không mang đủ tiền mặt, nữ ca sĩ đã lầy lội vay 400.000 đồng của ca sĩ Hải Đăng để chiều lòng fan. Dù thời gian gấp rút, nhưng Hòa Minzy vẫn cố nán lại để đưa từng bịch bắp rang tới tận tay người hâm mộ. Trong show diễn tại Đà Lạt vào tháng 5 vừa qua, Hòa Minzy đã khiến khán giả bất ngờ khi trực tiếp giúp fan cầu hôn bạn gái. Theo đó, khi nhận ra một chàng trai đang có ý định ngỏ lời về chung một nhà với nửa kia, trong show diễn của mình, nữ ca sĩ đã hát tặng ca khúc cầu hôn để tiếp thêm sự dũng cảm cho chàng trai này.